Rồi hôm bữa nghe nói bị mấy thanh niên nhậu nhẹt trong đây trắng lọt vô chổng rồi hiếp dâm gì đó có không? Quýnh chị, chị đi toilet trong nhà quan. Ủa bao nhiêu thằng? Ba bốn thằng. Đó mà chị vô tới hả, nó chịu con trai không nổi đè chị luôn. Ôi là chị đi tắm ngăn đây rồi nó có đi theo chị vô tới trong đây luôn không? Có. Là đi theo, nó theo chị tới đâu đâu? Trong cái nhà chỗ mà tắm nè. Ôi là chị đi tắm ngăn đây nó theo tới trong đây luôn hả? Đúng rồi. Rồi tụi nói giật chị và xé áo chị là ngay chỗ nào? Đó, chỗ đó đó. Chỗ nào đâu? À là trong cái phòng đó chị tắm luôn. Đúng rồi. Là chị đang lúc đó chị đang thay đồ hay là chị mới chị tắm? Chị Lan thay đồ xong chị bận đồ vô hình như đè chị luôn. Ôi đi vô trong chị. La quá. Giờ chị sợ quá. Là chị đang thay đồ chị mang áo chị thay đồ đây. Chị thay đây này tắm chị thay đồ đây nè. Ồ rồi chị thấy tụi nó đi vô hay là tụi nó từ ngoài cửa nó xông vô đè luôn. Nó núp trong đây nè. Chị dòm có ai là người tắm. Ồ. Chị vừa tắm thì chị thấy nó đi vô nó đè chị liền. Phía trước màn hình quý cô chú anh chị mình đó chính là một cái lô cốt công ty Bảo Hoàng, cũng là nơi sinh sống của chị đẹp bấy lâu nay đó quý cô chú anh chị. Và ở mé bên ngoài đây đó chính là một con vắt lộ về hướng Tây Ninh. Và đây là ngay gần cái ngã tư Củ Chi luôn quý cô chú anh chị. Thì hôm nay Tài đến đây thăm lại chị đẹp để mà gửi những cái phần quà của quý cô chú anh chị Mạnh Hồng Quân trên kênh của Tài để gửi đến cho chị đẹp đó quý cô chú anh chị. Dạ, em chào chị đẹp nha. Rồi, ngồi hai chị em ngồi xuống nói chuyện một xíu ha. Lâu quá mới gặp lại chị đẹp nè. Này để em gắn cái mic để hai chị em mình trò chuyện nghe rõ hơn ha chị đẹp. Đúng rồi. Trời nghe đây nha. Chị đẹp không gầy khỏe không? Chị khỏe. Khỏe hả? Em khỏe không? Em lúc không gầy cũng khỏe thì cũng khá là lâu rồi ha. Em mới về Củ Chi. Em qua hổng lâu, hổng mưa tới giờ mấy năm rồi, lâu lắm rồi. Mấy năm luôn hả? Đâu, cách đây có mấy tháng thôi. Mấy tháng, ừ. Đúng rồi. Ôi, em thấy sau lưng chị có cái đầm. Cái váy màu đen, cái đầm màu đen của ai đẹp quá vậy? Của nhỏ kia cho nhỏ em con mẹ, rồi em của mẹ cho chị. Không chị, chị bạn cho chồng Thủy quay đầu chụp rồi. Vậy hả? Rồi hai cái bộ đầm của Thảo hôm bữa cho là còn không? Trong sách đó, chị đợi em sách. Ồ, bữa đi Noel nhưng mà Tết có bạn đi chơi không? Không, chị ở nhà thì có ra đâu. Không ai chở chị đi hết, ở nhà luôn. Dạ, chị đẹp sáng giờ ăn cơm nước gì chưa? Chưa, chị ngủ mới dậy nha. Rồi chị đẹp có về bên nhà làm giấy tờ tùy thân chưa? Chứng dân chị lấy mà hổm rồi, còn giấy tờ thì hổm Hải đưa cho mẹ chị Triệu rồi hổm gì chứng dân của hai kêu á. Rồi đưa cho bán Triệu rồi thấy con lại đưa chồng, ổng bị tai biến nằm chỗ. Nằm đây cũng lâu lắm rồi. Cũng lâm viện cũng về rồi nằm tháng. Rồi về nhà anh Đài mẹ cho cái chữ tối nay nhân vật mệt, kêu đi cũng đi. Rồi Hải hổm gửi cho bán Triệu rồi. Hổm chị điện là mấy cái thằng nhậu ở đây này chị điện cho anh Hải qua nó. Mà tới Hằng Hải nói em ở Tiền Giang em về. Rồi chị gán chờ chờ chút xíu qua. Rồi Trình nó ghé nó mua cho chị thùng mì, bánh trái gì. Chị đâu có ăn, chị nó gẹm cho mẹ chị. Rồi quay xe đạp mất tiêu, thọ mất. Nó buồn, nó gầu, nó lầm tung, nó làm thớ nó kìa. Thế chở chị về mẹ cũng nói vụ tiếp dân này kia. Nó thất vọng lắm mà, cũng vụ giấy tờ vậy đó, có hiểm gì đó. Rồi nó muốn gì xuống giấy tờ lấy. Mà nó muốn đi thì nó có qua thì kêu nó qua kêu chở mẹ chị đi yeah. Chị bắt giữ cháu Hoài, nó chị xuống dì tư với ngại với thở với dụ với chữ tới nay đó, nó công mà xuống. Mà giờ để chị hay muốn trọ, hỏi mấy nay qua hỏi chị muốn trọ chưa, tiền bạc nó muốn thì của hai mới chưa gửi tiền về sao chị dám nó mấy nay của hai chưa điện cho nó chưa biết nữa. Như vậy là chị đẹp là có giấy chứng minh rồi phải không? Có rồi, có chị mẹ chị cắt rồi. Như vậy là chị đẹp có thể là đi kiếm công việc làm hoặc là có tiền là đi theo trọ ở không ở đây nữa. Đúng rồi. Thì hôm bữa là chiếc xe đạp của chị đẹp em thấy là đậu đây nè. Mất rồi. Thì chị khóa đơn sơ, hôm bữa chị khóa hay đâu mà trên cái cọng dây ni lông ở đây mà. Chị đi tắm rồi nó vô nó canh nó dọn. Mà chị giờ mẹ, chị sạc điện thoại. Chị sạc cũng trái máy luôn á. Mà đợi có hai cô điện. Thì mẹ bị ở chơi chị đi. Chị đặt chị chạy về chị để đồ sợ mưa. Chị lấy bộ đồ chị bỏ, chị xếp bỏ ở đây, chị vô trong nhà quan á, chị la là mất xe đạp luôn, nó theo dõi chị lấy luôn, điện thoại lấy luôn. Là lúc đó sao mới mất xe đạp? Chạy theo dõi chị. À lúc đó chị đi làm gì bỏ xe đạp đây mà mất á? Chị đi toilet trong nhà quan. À là chị đi toilet trong đó, là đi ra đây là mất xe đạp. Chị giờ chị còn la, chị nói sợ nhỏ em lấy bán này kia, chạy mấy chiếc kia nó bán rồi.
mẹ nói đã tới giờ thỏ thở tôi nó có lấy không. À về hỏi nó nói con nhỏ kia nói là mày xe đạp của mày, xe đạp của chị tưởng lấy của mày rồi, nó vậy, nó vậy vậy. Rồi điện thoại chị mất luôn. Mấy bữa mà Hải nó cô hai điện của họ mà số chị rồi không có. Rồi đó Thảo với Thái mua cho chị. Ồ. Lâu lắm. Vậy là đi toilet trong đó ra là mất liền xe đạp. Nó theo dõi chị mà chị quên đi nhà đi chị để đó, chị để đó không vậy đến bởi mất không phải. Bữa em nói chị rồi chị lại đây nè. Bữa nói chị rồi nè, chị nghĩ sao mà chiếc xe đạp hôm bữa chị xe đạp với cô chú chị xe đạp chị để đây mà chị phá con dây chip mà vô cộng dây nè cái dây nè nó cắt không phá luôn nè cộng này đâu cần phải cắt đâu thì nó thì tháo là ra được rồi bởi bữa chị nghĩ sao mà chị phá phá trên cộng này nó cắt ra nó lấy là quá dễ bữa gì? Em nói là chị kiếm một cái thanh sắt hay là cái lỗ nào đó mình phá lại cho nó kỹ không phải để chị thì xiềng trong đó đi về mắc rồi phải gắng chịu về nó không xe đạp rồi sao đi nhặt ve chai được thì chị đi bộ đi bằng ngày không à đi bằng vòng vòng mà tại bữa nay chị cũng đi bằng ngày nhé rồi tiếp tục là đi nhặt ve chai là đi bộ tiếp đi liếc hai dọn sưng trời đất ơi về Hải nó ở nhà trọ đi là muốn xe đạp cho ở đây nó mua không đúng rồi ở đây là không có hỗ trợ xe đạp nữa hỗ trợ xe đạp đây là không có chỗ cắt là chị đi tắm rửa giặt đồ này kia. Trời bữa nay em bắt chị phải bỏ điện thoại trong túi nè đem theo để mất nè à, có ai liên lạc chị nghe được cái điện thoại này đó hả nó mới mua cho chị cái điện thoại khác nè ồ em mượn coi điện thoại này mua nhiêu đây nó mua 300 mấy nhiêu á có điện thoại đẹp nè với cô chú anh chị ừ đỡ cô hai có điện mà nay chị chưa có điện cô hai chưa có điện chị nữa nhớ đi tắm hay là đi gì á chị gói đem theo bỏ trong kia chị để ngoài này là mất nữa đó nha cái số này số nó mua ở đâu trên nhà chú bệnh viện chảnh á dạ. Cái số này số của chị này mà về chị làm đẹp tài sản được có chiếc xe đạp làm cái chân đi nhặt ve chai cũng mắc nữa bởi vì hôm nó qua nó qua bên quán cà phê nó nói nhiều cái buồn thiệt á mà em gán chị bụng đó, em giận mà thiệt em giận xe đạp của hai gãy về em mua xe đạp mắc buồn thiệt rồi hôm bữa nghe nói bị mấy thanh niên nhậu nhẹt trong đây trắng lọt vô chổng hiếp dâm gì đó có không quýnh chị quýnh chị luôn muốn bàn tay chị đuổi đi hết rồi bởi vì mẹ chị bị ở nhà trọ ở đây ớn lắm ai quản lý cho mình đâu như cái ở nhà trọ có ai quản lý cho mình được ở đây là kiếm chuyện mà chị đuổi nay hết không cho nó vô nếu mà vô nữa là kiếm chuyện nữa bữa bao nhiêu thằng ba bốn thằng vô ăn đã thấy chén đập đồ chén đập nồi biết tao đập hết luôn tao khỏi nóng tao dễ lắm nó có lâu chị vô chổng làm bậy bạ vậy chị làm sàm sở gì không không nó là cái đè chị thì lao thằng chị đuổi nó đè chị luôn hả mấy thằng đè có hai thằng mấy thằng đó đè chị không mấy thằng nghĩ dân ở đâu trong Ninh cứ qua chị la làng lên hay là chị vùng quẩy chị chạy chị bỏ chị dạy la nắm áo chị xách áo chị luôn xách áo luôn hả hên đó ba thằng đó mà chị hên nó phải mà thì kia em chổng chắc đó. Đè chắc chị chết luôn đè ba thằng đè mà tướng chị đâu có lành lại nó được đâu đúng rồi mà về chị tối nào chị về mẹ chị chay bằng ngày chị tới trưa thì mua cơm chị về mẹ chay cho nó ở nhà chứ đâu đâu chị dẫn em vô chỗ mà nó nắm xé áo chị đè chị chỗ mà lấy điện thoại theo để đây hồi hai chị em đi mất mất điện thoại mất công hết lấy cái đầm theo luôn mà thay mình đi em coi đẹp không ờ ha thôi đầm ha tặng luôn đem theo luôn đem cầm điện thoại cho để cầm để bỏ đây rồi đi ra vô cái hai chị em mất điện thoại nữa mất không ai lạc không chết đúng rồi đem bỏ túi điện thoại cho rồi trong đây còn cái gì nữa không vàng bạc gì nữa không không chị đâu có đem theo đâu đây là quý cô chú anh chị và trong cái căn nhà quan này thì đi sâu trong kia thì có một cái toilet mà nơi là chị đẹp hai tắm nếu mà đi vệ sinh giặt giũ ở trong đây á thì em bữa chị đẹp đi vào trong đây nè vệ sinh ừ, thì ra không xe đạp tụi nó nhậu ở đâu chị đẹp nhậu đi nè là tụi nó nhậu ngoài nãy hả ờ còn chị ở đâu mà tụi nó gượt chị mà chị đi tắm á chị đi tắm ngang đây ừ chị tắm mà chị vô thế hả nó chịu con trai không nổi đè chị luôn ôi là chị đi tắm ngang đây rồi nó có đi theo chị vô tới trong đây luôn không có là đi nó theo chị tới đâu đâu trong cái chỗ mà tắm nè ôi là chị đi tắm ngang đây nó theo tới trong đây luôn hả đúng rồi rồi tụi nó giật chị và xé áo chị là ngay chỗ nào đó chỗ đó đó chỗ nào đâu à là trong cái phòng đó chị tắm luôn đúng rồi là chị đang lúc đó chị đang thay đồ hay là chị mới tắm chị lan thay đồ xong chị bận đồ vô hình vô đè chị luôn ôi đi vô trong chị la quá
Dạ chị sợ quá. Dạ, chị đang thay đồ, chị mang áo chị thay đồ đây. Chị thay đây nè, tắm chị thay đồ đây nè. Chị thấy tụi nó đi vô hay là tụi nó tự ngoài cửa nó xông vô đè luôn. Nó núp trong đây nè, chị vừa có ai là người tắm. Thì chị vừa tắm thì chị thấy nó vô nó đè chị liền chị lao. Lúc đó là mấy người chạy vô đây rồi đè chị. Ê. Gì ông nội? Là mấy người đó? Ba ông thằng gì? Ba người luôn. Ôi ôi ghê quá ta. Rồi để cho chị đẹp thay cái đầm ra. Rồi em ra ngoài chị thay đồ nha. Sau đó để quay cho quý cô chú chị xem dõi. Thì đây em sẽ đi ra ngoài ha. Em chờ chị nha. Nè em lấy cái này. Rồi. Nè lấy cái này nha. Làm chị thay đồ. Lấy cái mít quên. Ra ngoài thay đồ nha. Thay đồ nha, con gái thay đồ nha. Rồi chào chú. Chú đây hả? Chú lái xe nữa hả? Chào anh nha. Nhà với Kiều lên chơi. Chị lên chơi hả? Nay em đi ngang đây em thăm chị đẹp. Cái nơi này là chị đẹp chia sẻ nè với cô chú anh chị. Thì hôm đó thì cũng có ba anh niên đến nhậu ngay vị trí này. Sau đó chị... Dạ. Qua Tết á. Anh biết qua Tết đập bỏ làm gì không à? Có nghĩa là lúc trước ở đây là cái gì ha? Cũng xây cái kỹ nghiệp gì đó rồi nó cũng đập cũng không. Sau đó bỏ đi mà bây giờ nó lấy lại nó làm xí nghiệp. Lúc đó chị đẹp cũng hơi căng ha, bà ở đây giờ lấy lại rồi, nghe trời đó. Muốn nhà trọ ở. Là lấy lại thì cũng không có chỗ nào ở ha. Muốn nhà trọ ở, cái chị của bạn. Dạ. Em thấy ở trong đó công ty đó rộng quá rộng. Đây. Chị đẹp ơi. Ơi. Xong chưa nè? Xong rồi, chị làm xong rồi. Đâu đi ra em xem chị. Wow. Đi cho mình đi ra ngoài này luôn. Đi. Gái quá ta. Chị thích cái đầm màu đen này hay là cái chị đầm có... màu vàng của Thảo bữa cho hơn? Nói đầm này thích màu đầm của Thảo. Thảo thích màu Thảo ha. Màu đầm có cái Thảo màu vàng nó khó quá. Xây nhột dầm coi chị. Đẹp quá, quá đẹp luôn đó, hai anh khen luôn á, anh khen đẹp gái luôn đó. Hai anh nó có vợ rồi còn khen gì nữa. Có vợ thì có vợ chứ, nhưng mà tao đẹp, tao khen đẹp đúng không anh? Quá luôn. Chị đẹp biết nhảy không? Nhảy một bài bằng đầm, nhảy một bài coi chị đẹp. Nhảy đầm nè, nhập già bây giờ biết đầm mà nhảy mới đẹp nè. Thôi là chị sửa được coi. Nhảy một bài em xem mà chị đẹp. Về hát gì ta? Vướng bận hả? Hát hả? Điên hả sao? Khùng. Giờ ra nắng là cháy luôn á, quá trời nắng luôn. Giờ em biết có hát bài cho anh vui ta. Cái gì? Giờ em biết hát bài cho anh vui. Chị đẹp thích hát bài gì? Tết rồi thôi nha, hát bài Xuân đi. Hát bài Xuân ha. Xuân đi. Chị Tết 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 gì đó. Chị đẹp hát bài nào bài cô của chị đẹp. Ở kia có cái bà nào hát hay chị hát. Giờ mình hát với nhau mẹ đi. Trời Tết okay, thì có hát luôn. Lắm. Về đây bên nhau, ta nói về tình xưa. Chị hát nhỏ nghe không? Chị hát không lớn được á. Tình là bao bông ta xôi, xôi thuốc đời xong đơn. Ta nói về tình xưa, bao đường cũng đồ muôn cổ. Anh chỉ gặp đêm xưa ta đón xưa. Về đây cơn mưa, ta nói về tình xưa. Tiền tình là bao không xưa, sao không đền. Anh không gian còn gian, không về không đời không tổ. Ta không chờ sông nhớ ta, chờ không hết sông. Về đây anh nhảy luôn. Ta nói về tình xưa. Đúng rồi. Tiền tình là bao không xa, không xa. Gì? Hát cái bài gì à? Anh á? Hát gì? Quá hay luôn. Hát bài gì tiếp? Hát bài gì tiếp anh? Hát nợp gì? Tết cái gì? Tết cái gì? Bài gì chị đẹp? Hát cái áo chứ bà, áo chứ bà ba đi. Rồi, chiếc áo bà ba. Chiếc áo bà ba trên dòng sông đời. Non la không đời
chiếc bờ hơi côn trùng chiếc thuốc cầu sơ hơi lào côn ấm lệ kèo đêm nay không sơ đàn sao em mau đi kéo chế đêm kéo chế không đàn sơ đẹp quá quê hương hôm nay em đẹp vô cùng nhịp nhớ trong đất không về trong đất em trong đây trong chiếc áo và ba em đi kéo chứ này quá xong chưa xong rồi xong không ủa bữa có đôi guốc mà sao mang đôi dép này nó vậy có đôi dài chỏng đôi guốc con chị làm có guốc có guốc con bữa thấy có đôi guốc mà đôi giày hả chị có một guốc đâu chị thôi mình đi vào lại trong cái mà lô cốt ha chị đi. Bữa nào Hải qua chở chị mua ok chị là quý cô chú chị thì hôm bữa chị đẹp nhớ cái miếu rồi đó không nếu mà nhớ là lâu rồi lâu phải không ngoài đó là người ta hay gọi mới là... cúng nãy ta cúng cơm với hôm qua cúng với cây á chị mới sinh ông bà nè mới sinh nữa hả ừ chị mới sinh thì vô lấy cơm chị ăn cơm cho chị ăn Đa số là chị đẹp hai cái đó với cô chú chị người ta cúng cơm với cây á nay tháng tuần sau gầm mà cúng nhiều cơm về ăn ha đỡ trong còn tuần nó là tết mẹ rồi tuần nó tết hai tuần nó mới tết chứ ở hai tuần quên lận hôm nay chị đẹp có hai anh đẹp trai đến thăm luôn ha quá tuyệt vời luôn nổi tiếng quá được hai đẹp trai đến luôn mà rồi mình vẫn đầm băng váy mình có trang điểm lên cho nó son khoáng cho đẹp xíu nữa không phải trang điểm chứ anh vô đây coi chị đẹp em trang điểm đỉnh son phấn như một người phụ nữ luôn nè đâu bộ đồ nghệ chị đẹp đâu chị đẹp đồ nghệ dưới đây nè ở nhỏ này hổng video nhỏ video cho chị nè đi hát á sao nói tao video à quên nó lộn em gái là chị gái rồi chứ à chị gái em gái mình ngồi xuống vậy đẹp đây là gần quốc lộ với cô chú anh chị nên mà tiếng xe hơi ồn tí xíu nha cả nhà thông cảm tài nha wow được cái kiến xịn sò ha kiến này của xe máy người ta chị gỡ phải không không phải cái máy này đó chị ở nhà trọ cái bà gửi cho chị á dám thì dám gửi cho không quýnh bà nội chị đó tính đâu chị gửi trên xe máy của người ta xuống chứ dám thôi không quýnh chắc chết chị luôn nè với cô chú chị có hai đẹp trai đến cho anh trang điểm nè hai thấy chị vẫn đầm đẹp không đẹp quá đẹp rồi quá đẹp luôn đẹp hơn cái 18 chứ thôi chị đẹp không cạo râu đi ủa chị cạo là mà chạy nó cũng vậy à thì anh cho bánh kìa chị đẹp wow tao lan sang điểm bữa ăn bánh mà anh đến thăm chơi rồi cho bánh nữa quá tuyệt vời luôn rồi không có cho quà cái gì tao lâu tính cho quà là mà anh nhận đây hả nhà ổng đâu xuống dưới đâu hai đến đây thăm chị luôn hả lâu lâu kìa hồi đó vô trời bữa đó chị không có cho lên nữa thôi không có lên chị không thích không cho lên ai lên tự nhiên người ta đến người ta thăm người ta cho bánh cho quà nữa mà không thích khó quá nữa gì nữa đừng kiếm con nào đừng kiếm đây con này khó chị đẹp đánh kem đó là kem gì á chị đẹp cô gái tóc xù á cô gái tóc xù 12.000 hộp nè 12.000 một hộp rồi lấy chú Lam làm gì nữa đây cạo cái nách chị cạo cái miếng chị lấy đứa làm cạo lông nách hả chúng ta bậy à cạo này nè ôi không có đầu cạo đâu hả không thường ngày chị đẹp cạo bằng lưỡi lam cầm cạo sống vậy hả ui nguy hiểm quá qua hổm mà chồng thủy biểu chị mua cái đồ cạo râu á có khi nào cạo đó mà đứt môi chưa tỏ sức nha cái này nè chảy máu luôn đúng rồi thôi giờ chị nhóm cạo nè chị sợ chứ em thấy chị cầm lưỡi lao chị làm sẹt đó em sợ quá em thấy em còn ghê nữa là chị đẹp đánh phấn là chỉ là kem cô gái tóc xù thôi còn có thêm lớp dặm gì lên nữa không cái đó là đem sức tay cho chị á chị sức liếc giữa mặt chị cái tay chị bị ứng không sức
Buổi tối chị đẹp đi ngủ có trang điểm sơ sơ mình ngủ không? Có bộ chị trang gì không? Hôm qua tối chị mới trang. Chị biết sao chị thấy với nói chị trang á. Ra ngoài xe em bộ bậm chị ớn quá chị sợ. Bữa nào kêu Hải nó qua dắt chị đi lột mặt lại. Là bữa đêm giao thừa đâu có đi chơi hả? Không, có ai chở chị đâu. Chị ở nhà thôi. Có Noel thì hổng chị đi với mẹ chị chở mẹ Noel Bắc Hà đó. Xe đạp của mẹ của chị á, là ông chồng bán. Cái xe đạp chị mất rồi, xe đạp chị đi. Bữa đi Noel nè, chị bằng quấy màu gì đi? Chị bằng đồ thường à, chị bằng áo vàng vàng kìa. Sao không bằng đầm, bằng quấy, bằng giày đi cho đẹp. La chắc là cười chị chết. Có đâu cười, bình thường mà. Tối nay có đi nhặt ve chai nữa không? Chắc có quá, tao phải đi kiếm mà chết sống rồi đâu có chết rồi. Nay mà giúp mình đâu. Ve chai là chết đói ha. Nhặt ve chai là mới sống nổi. Hôm qua chị bán được 30 ngàn là chạy chị làm nhân bia đó. 30 ngàn. À, 3 tờ 10 ngàn. Chạy lên chị lụm bia là chị biết sao. Được, cái này là kẻ màu son hả? Kẻ màu son, chị đánh vô cái miệng á, em cứ đánh lên sợ dính hoài. Sao không lấy miệng cây đó, chay lên luôn mà phải lấy cây gời nữa không. Chạy chị thích vẽ á. Kẻ màu son điêu luyện chưa? Bầm bầm môi rồi, đúng rồi, phải gì rồi. Dính nhẹ cái miệng không? Sau này em thấy chị được 3 bóng cây nè. Đúng rồi, nó mới cho chị á. Chị hết son màu giờ chị đẹp. Chị thích màu hồng rồi nè. Màu hồng ha. Giờ chị thích màu đỏ. Trang điểm vô đẹp đi. Mà tối mấy anh mò vô nữa. Thôi, đừng cho mò vô, chị sợ quá. Ai biểu trang điểm vô đẹp vô làm chi? Thấy rồi tới anh mò vô nữa, chết với anh. Vô à, chị không có nhà sao không vô kiếm ăn. Chị gặp mấy anh mò vô đây chị sợ không? Sợ sao không chị mò giờ chị không chịu. Chả chứ mà chị có sẵn rồi, chị vẽ cho thêm chút. Vẽ cho nó đậm đậm một xíu ha. Ừ. Nói thì chị đẹp nha. Đúng rồi. Chị đẹp có người yêu chưa nè? Chị có một bộ trên ngay chỗ này nè, ngay chỗ được mã vôi nè. Wow. Mà số thọ chị luôn rồi. Có bộ luôn ta. Mà nay nó cũng đi đọc tiêu chị. Chị quên nè, điện thoại chị nè, để hồi có bộ luôn á. Nè, điện thoại nãy lấy chị nè, kiểm tra coi đủ chưa. Đủ rồi. Ok chưa. Để nãy đi vô trong kia, để sợ để đây mắc á, rồi cầm theo. Mắc theo, mắc công, cầm theo. Cầm theo cho nó an toàn giống vậy chứ. Dạ. Dạ. Bồ của thằng Hải luôn. Có bồ luôn á. Bồ đi làm hồ. Bồ đi làm hồ. Quê đó, quê An Giang quá. Sáng làm hồ là tối ghé chị đẹp phải không? Không, mà chị đuổi rồi, không cho vô nữa. Anh có ghé đây buổi tối lần nào chưa? Có, không ghé tuần trước anh Xiển á. Xiển mà vô chứ ôm chị đâu chịu đâu. Chị đâu cho đâu. Nó hỏi sao chị nay chị buồn, chị giận gì vậy? Nè em trong người chị lăng, em là chị lấy nói ôm thôi mà ôm cho đã. Xong chưa, xong chưa, xong hết rồi đâu rồi, rước mặt em coi coi nào. Wow, đây là khuôn mặt trang điểm của chị đẹp. Chị giờ chị mê đánh chị mê màu đen chị mê đồ trang điểm là dễ mắt á. Còn kẻ mắt á hả? Để bữa nào có tiền mua. Quá đẹp luôn quý cô chú anh chị ơi. Đây là hình ảnh của chị đẹp. Dạ dạ. Chào hai anh nha. Hai anh đến ghé thăm chị đẹp xíu. Dạ chào anh nha. Rồi gửi cho chị đẹp ít bánh rồi đi về quý cô chú anh chị. Đây thì cũng được một người chị trên Zalo của em á chị đẹp. Đúng rồi, alo. Thì chị cũng xin giấu tên là gửi cho chị đẹp là 300 nghìn. Nay em xuống em gửi cho chị đẹp nha. Đúng rồi. Để chị đẹp coi cơm nước gì đó. Đây 300 nghìn nè chị đẹp, em gửi cho chị đẹp nha. Chị cảm ơn hai em. Dạ rồi.
chị đẹp quá, xuất sắc luôn. Không, nhà chồng thấy nó bữa nào dịp nào rủ em với anh Hải đầy đủ uống trà sữa đi ăn gì đó rồi chia tay em về quê á. Dạ. Có dịp nào thì em xuống ngay thì ghé thăm chị này kia. Dạ. Tuần thì ghé chị. Còn 3 tuần nó mới Tết mà. Buổi tối ngủ đây chắc mũi lắm ha chị đẹp. Có chị mua cho mũi tối 12 ngàn hộp 19 ngàn hộp. Có mụn gì không? Có mụn chị, có răng đâu. Sao vậy? Sao không răng mụn cho đỡ mũi? Giờ chị răng đâu chỗ đó răng. Mà cái dây giờ cũng có kiếm thì kiếm, dây giờ đi kiếm mới kiếm mệt. Em thấy đây cửa này không có gì trơn nè. Đúng rồi, ở đây ghê quá. Bao nhiêu lần bị người ta leo vô đây rồi? Vô mấy lần rồi đó. Mấy lần luôn hả? Lúc mà ngủ sai sai khi nào nghĩ đó là bồ mình thôi, cho ôm luôn không? Nó ôm chị đâu có chịu đâu. Chung là ở đây cũng phức tạp ha. Đúng rồi, ở nhà trọ đi, ở đây ghê lắm mà chắc chị, nó bị chị gán qua Tết, Thiền Hải bị chị gán qua Tết. Gán qua Tết sao? Rồi. Em cũng rất là mong video này được truyền tải lên quý cô chú anh chị là hữu duyên cho chị. Có thể là kiếm cái phòng trọ nào đó để chị ở đó cho nó an toàn ha. Nó mua cho chị cái điện thoại với sim 3G đăng ký 100 ngàn. Đặng có gì chị lạc. Mà trời ơi, bữa nay có ai đâu điện đâu. Ai điện hả? Thấy hộp cơm đây là chị mua hay là ở quầy quầy chỗ miếu sáng chị cúng á. Chị nói chị là chị xin lấy cho chị ăn á. À, tôi cúng ngoài miếu ngoài nữa đó hả? Đúng rồi, với canh chua. Với ôi cơm sườn mà kiến không à. Kiến bu không à nè. Đúng rồi, chúc chị ăn liền, chị có để chị. Kiến bu vậy sao ăn được? Có cắn chị sưng mỏ luôn. Ở ngoài hiện tại còn trái cây, còn cơm gì ngoài nữa không? Ở ngoài còn 3 bịch cốm á, chị nhắm lại ăn. Ba bịch cốm hả? À? Đi hai chị em mình đi ngoài cho thử chị đẹp. Đâu ngoài đó. Để tài dẫn quý cô chú anh chị mình ra cái ngôi miếu mà ở đây bà con xung quanh đây hai ra đó để mà cúng, để mà gọi là xin số đề đó quý cô chú anh chị. Thì những cái phần cơm, trái cây đó thì chị đẹp sẽ mà xin đó, xin về ăn. Tại vì chị đẹp một ngày nhặt ra chai chỉ có 30-40 nghìn thôi, nên là không có đủ tiền để mà mua cơm này kia. Chứ là ngày nào chị đẹp cũng ra cái ngôi miếu này để mà lấy cơm hả chị đẹp? Hôm nay cúng hồi chủ nhật á. Ồ, khi nào người ta cúng thì mình mới ra đây mình xin thôi. Còn xin không cúng thì mình đi ăn cơm tiệm ha. Đúng rồi, ăn cơm tiệm. Em nghe nói cái miếu là linh lắm hả chị đẹp? Linh lắm á. Nó có cái sự tích gì ở đây mà nó linh như vậy, chị có thể chia sẻ cho em một cái xíu. Cái miếu này là của ông bà xưa, ông bà chết á. Là cái miếu này đó công ty xưởng mì, sắc mì. Mà nghe họ nói là đàn ông quán bà ở đó mà chị ra chị cầu xin hoài à. Chị nói cầu xin cho chị mấy nay mình giỏi được bệnh hoạn, mà chị mấy nay chị về cái lưng chị đau quá trời, mới sao kỳ là như bị chắc ai giặt chị á. Ai giặt á? Mỗi lần chị xin cơm ở đây cái miếu nè mới xin có giái cho chị giá lum, mà chị giá cho chị mình ở đây mình giỏi đi rồi chị qua Tết thì chị kiếm khác chợ. Thấy ông bà đừng có nhát chị nữa, chị sợ quá. Dạ. Là cái miếu này là có người linh. Họ mới chủ nhật với hồi nãy sáng vô cúng nè. Là mới cúng sáng cơm với cơm mà ha. Còn mấy bữa họ cúng kẹo, họ giục kẹo, họ mới giục nãy. Ồ. Với cái ly cà phê họ mua cúng á, 3 ly phê. Dạ. Đây là quý cô chú anh chị là cái miếu à. Thì thầy thấy thờ chung là thần tài hữu địa với mẹ Quan Âm, rồi mấy cái bản quan công ngũ đế. Đây là vị trí này là bánh kẹo cúng xong cái người ta hắt ra đây ha chị đẹp. Đúng rồi, cất đạn nó không có cho, không cho mình ăn. Đúng rồi. Bữa đây nào xuống nhau chị Thảo đây họ đốt với thằng bạn. Đốt với tiền nhân bạc. Bữa nào xuống nhau kêu chị Thủy Thảo có tiền mua mua gì nhang cúng. Để chuyến sau tụi em sẽ có xuống đây tụi em mua đi. Bánh trái cây thì ghé cúng ha. Cái khăn này là của chị đem qua chị lau cho sạch hay là khăn của ta để cho chị hay để họ lau miếu luôn á. Cái bữa chị họ có lau chị lau không á. Ở đây là tôi cúng mà ta cầu cơ dân số hả chị? Đúng rồi, dân số của chị nằm bao thấy gì đó, thấy ảnh gì thấy mộng mộng. Ồ. Oh. Cái miếu này mới qua. Mà về nè, họ trước Hải nó cũng mua đồ cúng mà họ dục hết mẹ, chuối nải với tiền bạc kẹo bánh mình dục hết. Để coi tiếng sau coi nó có qua nó mua cũng cúng. Dạ. Thôi mình đi vào bên trong mà chị đẹp quá. Ngoài cũng nắng ha. Ở đây người ta cúng là người ta cúng ban ngày không chứ đâu có mà. Không, cúng ban ngày, ít cúng cũng đêm nữa. Sao vậy ta? Đa số là em thấy là người ta cúng giống như vậy là người ta cúng vào giữa đêm phi á, chứ phía không phải là ban ngày đâu. Đêm phi cũng có mà nay sao chị nay cái tháng là họ không thấy cúng. Tại bữa qua Noel xong họ mới cúng á. Dạ. Thế mấy tháng này là chị ở đây chị đốt không có nhang, chị đốt có nhang chị khỏi đốt luôn. Rồi chị ở ngay cái lô cốt này nè. Buổi tối có khi nào mà chị thấy hay gọi là ma cỏ gì không? À mới hổng anh cả tầng này cái thằng nhà chủ sửa xe nhà chủ Kim Mã nè.
nó băng qua đường đó. Ừ. Xe container nó cán, cán gãi tay cho chân chết. Là vị trí này luôn hả? Đây nè, nhà chú quán nhậu nè. Mà họ đem đem nó về nhà rồi, họ đem vô viện, họ nó bác sĩ chết, họ đem chôn luôn rồi. Ui, mà cái hồn bây giờ còn đó. Tại đây là ngay cái bắc lộ nè, xe công nó chạy rất là nhiều. Đúng rồi, xe này chạy ghê lắm, nó đụng đụng chết thằng luôn. Dạ. Làm ma rồi, ở dưới xuống quế á. Thằng ở xuống quế mà nó sửa xe đi nè. Ừ. Thôi thì cũng trễ rồi, để cho chị Đẹp thay cái đầm ra. Sau đó chị Đẹp ăn cơm kia nghỉ ngơi, tối chị Đẹp còn đi nhặt cây chai nữa ha. Dạ, thì em cũng xin chào chị Đẹp nha. Dạ, chào Đẹp. Chúc chị Đẹp có thật nhiều sức khỏe.